Hồng Vân và Quốc Hưng. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung Mương 3 trị chứng thận hư thận yếu. Anh nói là mặt mọc, cái nó trời sao mặt anh trắng dữ vậy, trắng hơn cả mặt em luôn, trang điểm còn hơn em nữa. Nguyên cả quán đồn á là anh này màu tím. Kêu nói, ủa Diệp Diệp, sao bé thành thẳng hay vậy Diệp? Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ chào chị. Hai vợ chồng tông sư tông quá. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ đầu tiên thì em gửi lời chào đến anh Thuận, chị Vân, các khán giả tại trường quay và các bạn đang xem chương trình. Em tên là Thanh Hùng, hiện đang là nhân viên sale marketing. Năm nay em 32 tuổi. Và không biết vợ của Hùng là tên gì? Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và tất cả mọi người của chương trình Vợ Chồng Son. Em là Ngọc Diệp, cũng 32 tuổi, em làm kế toán kho dược. Vậy thì cho anh Thuận biết là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và ấn tượng ra sao? Dạ, lần đầu tiên á, là ấn tượng là em với chồng em là làm chung một cái hệ thống nhà hàng nhưng mà khác chi nhánh. Cái chi nhánh của chồng em á, thì là vô tình cái cô quản lý bên đó thì bệnh nghỉ nên là điều em qua bên đó làm. Cái ngày đầu tiên mà em đi qua bên đó, em chạy xe mà lên cái dốc cao lắm, em té sấp mặt dưới đường gì đó. Rồi xong mình lầm cầm bò dậy thì mình thấy một anh chàng đẹp trai đi ra. Mình nghĩ ôi trời ơi có trai đẹp rồi, mình mê trai mà anh. Tưởng sao đi ra xong chắp tay sau đít đi vô bỏ em lầm cầm dậy mình vậy đó chị. Ê, có khi nào là em cận em không thấy không? Dạ không, thấy bình thường nhưng mà tại vì cái tiếng lành á anh, nó đồn xa dữ lắm. Cô này là đi làm nhưng mà đi bằng taxi hoặc nhờ trai chở đi. Hoa bông là được tặng liên tục, gấu cũng được tặng liên tục, mà đem tới tận cái cửa hàng để tặng luôn. Không biết là cô nàng này như thế nào thì mình để mình diễn kiến coi sao. Lần đầu tiên thấy thì té vậy đó, nhưng mà thấy chảnh hả, vừa té cho bỏ ghét. Những ngày tiếp đó ở chi nhánh nó coi như là một chuỗi ngày ở trong địa ngục của em luôn á anh chị. Em giống như là bị cách ly hoàn toàn luôn. Rồi nhốt em trong cái quầy giống như cái chuồng vậy đó anh. Cứ tới giờ cơm á, rang cơm. Một khoảng thời gian vậy đó thì em thấy là cũng dễ thương mà, đâu có giống như là người ta đồn đâu. Cũng rất là hăng hái nhiệt tình, giúp đỡ mọi người trong quán vậy đó. Thì mình thấy ủa sao nó khác với hoàn toàn mọi lời đồn trước. Đúng giờ rồi. Thì cũng có cảm tình sơ sơ nhẹ nhẹ rồi. Sau đó thì em chinh phục cô gái này bằng cách nào? Thì mình sẽ đi từng bước. Đầu tiên thì mình cũng nghe nói là mới chia tay bạn trai. Thì cái là mình từ từ mình dạng như là mình mưa dầm thấm lâu thôi. Thì mình hỏi han chia sẻ tâm trạng sao, rồi thích cái gì. Cái nói là thích đi chụp hình. Dạ thì cái là mình có được cái giống như là một chiêu bài cơ hội rồi đó, rủ đi qua Phú Mỹ Hưng chụp hình. Rồi chụp xấu giả mang luôn quá chị. Mà chụp bằng máy của máy điện thoại hay là máy cơ? Thời đó thì là chỉ có máy điện thoại thôi chứ chưa có máy cơ, mà công nhận chụp xấu luôn. Xấu giả mang luôn. Xấu giả mang luôn, xong quen hỏi e còn nói em chứ trời anh cà banh mấy con chuột rồi mới ra được cái mặt em vậy đó em. Nhưng mà lúc đó là em có thấy thích bạn này không mà em đi chụp hình với bạn? Dạ không, em thích chụp hình hơn là em thích ảnh. Mà chị biết không, để hẹn mà đi chụp hình á, anh qua chở em đi chụp hình nha. Em trang điểm nói chung em make up hết rồi, em ngủ nửa tiếng đồng hồ chưa thấy tiếng xe trước cửa nhà em luôn. Cái em hỏi ủa sao giờ này mới qua, anh bận việc xíu, anh trang điểm chút xíu. Em nói ủa trang điểm á hả, mặt này mặt gì? Anh nói là mặt mọc. Cái em nói trời sao mặt anh trắng dữ vậy, trắng hơn cả mặt em luôn mà anh nói là mặt mọc á hả. Rồi ôi anh có biết em ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ luôn mà giờ anh mới qua. Nó chị coi đó là ổng trang điểm ở nhà hả? Ổng trang điểm còn hơn em nữa. Trời, lúc đó em có nghi ngờ trời, có nguyên cả quán đồn á là anh này màu tím. Coi như là tụi em á quen nhau 2 năm trời, bí mật lắm không ai biết hết trơn hết đó. Rồi cứ hả, em cứ nghe trời thằng Hùng này hả, ai mà quen nó trời màu tím tím rịm tìm sim luôn á. Cái đồn một phát 2 năm sau cái nghe tin là anh chàng này quen em. Kêu nói ủa Diệp sao bẻ thành thẳng hay vậy Diệp? Rồi vậy hả? Rồi cái thời gian quen nhau anh ấy có lãng mạn nè, rồi có tặng em nhiều đồ không? Có tặng quà gì không? Đó. Dạ cái này thì là ngược lại, tụi em ngược lại là cô nàng này là
tặng em hơi bị nhiều, gọi có thể gọi là tra tấn quà tặng. Là sao, là sao không hiểu? Tra tấn quà tặng đó anh, có nghĩa là không cần biết dịp gì cứ thích là mua đồ tặng. Dạ, cứ thích là cổ tặng em hả? Dạ đúng rồi, mà cứ tặng gấu bông. Tại hồi tím tặng gấu bông mà đúng rồi, lúc đó người ta chưa tép mà. Ủa mà sao em không có tặng khác? Dạ. Mà tặng gấu bông là sao? Tặng gấu bông thì tối ôm gấu bông giống như ôm mình đi. À. Mình cũng chơi chiêu mà. Nhớ người. Ấy vậy tưởng tượng nghe cái ngày sinh nhật tặng gì ta? Dạ, sinh nhật thì không bao giờ có thể quên được. Em sinh là ngày 14 tháng 7. Thì cô nàng mới tặng một lần 14 món quà. 7 món là handmade, tại vì cô nàng này rất là khéo tay. Dạ. Và 7 món nữa là mua ở bên ngoài. Thì hai đứa hẹn nhau ở Hộn Rùa để tặng quà em. Là em hơi bị choáng. Lần đầu tiên là em nhận được 14 món. Món quà mà chở bằng chiếc xe tải hay sao? Em thấy là sách đồ lỉnh kỉnh tùm lum hết. Gặp nhau thì cô nàng mới mở từng món ra, rồi mới nói ý nghĩa từng món, là các món này là em nấu nè, món này em làm nè, món này em mua nè. Thì có khóc không? Dạ cảm động chứ anh. Và lúc đó là trao nụ hôn đầu tiên. Nghe nè, rồi tặng nó ăn đêm hay ban ngày? Ban đêm. Rồi sao là tặng xong rồi hôn xong rồi rủ đi đâu nữa không? Dạ chưa. Trời ơi, mình từ anh gấp còn hơn em luôn á. Trời ơi anh, cứ từ từ tới sinh nhật ảnh xong sẽ tới sinh nhật em đó. Cái ảnh hỏi là em muốn đi đâu, nói em thích ăn vặt, anh chở em đi đâu cũng được, cái gì chở em đi ăn. Cái xong bữa đó xui cái em bị cảm, cũng tí tai tí tởn đi mua thuốc. Mình thấy cũng quan tâm mình lắm, cái uống xong hỏi thôi giờ mình đi đâu nghỉ ngơi nha em, đó cái khúc đó đó. Cái xong cũng đi vô đó. Đó là vô đâu nè? Vô khách sạn á chị. Khách sạn, bữa đầu tiên. Dạ đúng rồi. Bữa đầu tiên á, cái vô trong đó cái thuốc ảnh mua tốt lắm chị, phát huy tác dụng cực kỳ, em ngủ mất tiều. Ủa bất thành luôn hả cưng? Dạ đúng rồi, nhìn nàng ngủ nguyên đêm. Đó là tội em thực sự. Có lần thứ nhất như vậy chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Lần thứ hai có mua thuốc uống nữa không? Dạ không, có bệnh cũng đâu dám nói là em bệnh đâu anh, em khỏe lắm. Ai chủ động rủ? Em là người mồi chài. Và lần thứ hai là lần đầu tiên em test ảnh đúng không? Dạ đúng rồi anh. Có tím như mình nghĩ không? Không có tím. Rồi cái cảm giác của mình như thế nào? Trời ơi thất bại ê chề. Ai? Đây. Là sao? Lên kế hoạch đó là sẽ là hạ gục em đúng không? Vô trong đó mà phụ nữ có bia mà quất tới bến luôn. Anh nằm đó đi, mọi chuyện để em lo. Bé bị chị bắt nằm im hả? Đúng rồi, nằm đi coi chị trả bài nè cưng. Xong rồi chồng em cũng nằm. Trời ơi, trước giờ tưởng bữa nay đó, rốt cuộc mình là khu rừng cho bà giảm nát mất tiêu rồi. Mà thôi kể em sao, cứ coi như bé trả bài đi. Mà thuộc không anh? Thuộc. À, thuộc. Good. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sau đó là tình cảm của các bạn cho đến ngày cưới là có trơn tru không? Hay là có gặp những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ, tại tụi em quen nhau tới 8 năm lận. Trời. Ồ, dạ. Vậy hả? Vậy à? Dạ. 8 năm mà mình thấy bạn bè của mình lên xe bông này kia nọ, mình cũng muốn. Rồi hỏi là sao giờ anh có cưới không? Không cưới nói một lời đi. Anh đi theo ai thì anh theo. Còn em thì em đi lấy chồng. Chứ quen lâu quá rồi mà cứ dây dưa hoài không chịu. Mà nói tới đợi xíu. Rồi rốt cuộc cũng đâu có thực hiện gì đâu. Rồi em buồn lắm. Có nghĩa là vì chồng không có ngỏ lời gì với em hết. Dạ đúng rồi. Lý do tại sao vậy em? Tại lúc đó thì em thấy kinh tế của mình nó chưa có vững chãi. Nên mình không có muốn là dạng như là chưa có đầy đủ gì hết mà lại cưới vợ thì nó không có lo cho vợ được nó đầy đủ. Nên là em muốn là mình vẫn kinh tế một tí xíu. Nhưng mà em có nói cho Diệp hiểu không? Dạ cái đó thì em không có nói. Hồi nãy Diệp có nói rằng là tại vì nếu mà anh không cưới á, để tôi còn biết để mà tôi lấy chồng. Vậy thì ảnh không chịu cưới em thì có nhân vật nào xuất hiện không? Dạ có nhân vật thứ ba chứ anh. Ảnh là sale marketing mà đi công tác. Thì em trước giờ cũng có vệ tinh, thì người ta thấy em buồn, người ta cũng quan tâm này kia nọ. Thì em sẵn thấy giống như là mình đang buồn mà có người quan tâm. Thì em cũng đánh tiếng cho ảnh biết để coi ảnh xử lý như thế nào. Thì ảnh nghe tin như vậy, ảnh mới về. Ảnh bỏ công tác, ảnh đi về, ảnh hỏi giờ ý em sao.
Cái nói giờ cưới không, không cưới tôi đi theo người này luôn á nha. Cái cũng chần chừ, em bực mình quá em leo lên xe em đi luôn. Cái mà là... trong khi cái thằng đó nó chở đi luôn mới ghê chứ. Trời ơi, nổi máu lên. Chở Nhĩ Nhi ngồi, kêu chở không chở. Mà hỏi đi đâu? Đi khách sạn chứ đi đâu? Rồi xong rồi hai người chở nhau đi. Đi đâu? Mà thằng đó nó cũng xui, không biết làm sao á, mà nó rớt cái giấy chứng minh ở trong phòng của vợ em. Cái hai người đi rồi thì em mới ngồi xuống cái em thấy cái chứng minh trên có số nhà, chạy lại nhà thằng đó mình coi là nó có về không, thì cái lại hỏi mẹ của cái bạn đó, thì mẹ nó nói là nó về nãy giờ lâu rồi con. Cái mình cũng yên tâm, mình đi về là biết là chắc chắn là cô nàng này là không có đi với người đó, mà là quăng hù dọa. Dạ thì đó, chắc là bỏ đâu dọc đường. Nhưng mà cái chi tiết lý do vì sao là rớt cái chứng minh nhân dân ở trong phòng em? Cái chi tiết mà rớt á là em cố tình á. Là sao? Tại vì mình nói là mình đi khách sạn. À. Mà giờ tự nhiên không lẽ giờ ổng không tìm được, cái ổng nghĩ mình vô trong đó rồi sau này mà mình muốn nói lại cũng đâu có được đâu chị. Trời ơi, đó là oan uổng lắm. Cho nên là em mới giả bộ, em nói anh cho em mượn cái bóp coi có gì chồng không, cái cũng đưa, cái sao em lấy chứng minh dục xuống gì đó, giống như là mình đánh tiếng vậy nha. Tại em thật sự là lúc đó cũng còn yêu chồng lắm chứ không phải là không yêu. Đó. Mà bữa đó là cũng có đi khách sạn, yêu chồng mình ngủ một mình. Rồi sau đó thì là huề lại liền không? Dạ có huề lại liền. Nhưng mà cũng được khoảng mấy tháng cái giận tiếp. Ủy hả? Tại vì ỷ mình cũng có nhiều vệ tinh. Cho nên là cứ kén cá chọn canh, lầy lắm. Cái xong hôm đó cái em ấy cầm cái que em dục lên bàn nè. Đó, hai gạch á, muốn gì muốn. Sao? Có thai rồi á hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó mới là chịu đó, cưới. Lúc đúng đó không? Mới là chịu cưới. Bây giờ cưới nhau về được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm. Vậy là quen nhau quá lâu. Dạ. Coi như là tính luôn thời gian ở với nhau là 9 năm mấy không? Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ tới phần khui tật xấu. Hồi nãy giờ ông nói không mà giờ tới em đó. Ông có tật xấu gì không em? Dạ. Đương cử như hôm nay nè. Alo. Vợ đang đâu ạ? Em đang trên công ty chứ đâu. Tranh thủ về nha, để cho kịp chương trình. Em chấp anh 3/4 đoạn đường luôn á. Xong em đi về rồi. Sao quần. Ủa anh làm cái gì vậy? Em chấp anh 3/4 rồi mà chưa xong nữa hả? Coi em này nha. 1, 2, 3. Trong vòng 10 phút là em xong hết trơn rồi. Quay qua vẫn chưa xong là chị thấy không? Ở nhà em tủ mỹ phẩm người ta nhìn vô người ta tưởng là của em. Không, của ảnh. Của Mr. chồng em. Nhưng mà đánh cái gì nè? Thì em có đánh gì không mà thấy trắng hơn em rồi đó. Mà sao chương trình có nói với em là chương trình có make up không? Trời ơi, vô đây còn hỏi chị make up. Chị mặt em gì có cần phải dặm phấn đúng không? Nhưng bình thường đi làm có đánh không? Dạ bình thường đi làm thì không có đánh gì hết trơn. Không đánh phấn rồi sức kem dưỡng đúng không? Dạ là cũng có miếng kem dưỡng, miếng kem nền đó. Thì phấn nhẹ là chỉ khi nào mà mình đi tiệc hoặc là đi chơi gì đó thôi, còn đi làm thì vẫn để mặt dưỡng mặt thôi. Mộc mặt mộc phải có kem dưỡng, có kem dưỡng với kem mà chống nắng. Em mới nói anh ơi, anh công ty anh bán bóng mà sao nó không bao giờ bán hết bóng mà anh cứ để bóng hoài vậy. Dạ, có lề mề này, chậm lề mề rồi, gì nữa? Rồi sống ảo lắm chị. Ảo sao? Trời suốt ơi, ngày trên Facebook hả? Facebook là một nè, xong rồi cái đơn cử giống như là chụp hình cưới đó chị. Mình đáng lẽ là phụ nữ mình phải là người chọn hình đúng không? Giao kèo em, hình nào anh đẹp thì chọn nha, còn em xấu mặc kệ, anh không rồi. Quan tâm đó. Rồi xong đăng hình lên, trời ơi sao mới có 2-3 lượt like vậy, tụi bay không like tao vậy chứ. Em like cho anh chưa đó? Em không like là biết tay anh nha. Cái em phải vô em like xem chụp cái hình mà bảo like chị, em thảy qua vừa lòng chưa đó. Rồi xong rất là sạch sẽ. Lúc mà mới quen á, em thấy quần áo thẳng tươm luôn thì em tưởng là ở nhà chắc là mẹ chồng ủi cho ảnh. Đến khi về ở rồi thì mới biết là một tự tay tự ủi. Ủi mà cái ly nó thẳng băng luôn. Em mà ủi nói bỏ qua bên đi cưng, để anh ủi. Đó. Sạch sẽ đến độ mà đồ của con giặt xong á là bắt em cũng phải ủi lại cho con nữa. Cái mà đó phải được thơm. Sạch sẽ. Cái đó được, cái đó được. Giờ tới em đó. Dạ. Cô ấy có thật xấu gì không? Thì cô nàng này thì cũng không có gì xấu, mà chỉ có là trái ngược, đúng em thấy là đúng là vợ chồng. Có nghĩa là em kỹ cái gì thì cô nàng bài lại cái đó. Con gái phụ nữ về mà đi làm về cởi đồ ra quăng tùm lum đá lả hết trơn á. Mà em đi lụm đúng không? Em đâu có lụm đâu anh. À. Em lụm đi em, bỏ vô
thao giặt đồ em ơi, không có quăng vậy. Mà nói cũng như không, ngày nào cũng vậy. Thì ai biểu tỷ quá chị. Tính mình thì là sạch sẽ mà nàng thì cứ cái bệnh, nàng chỉ có một cái bệnh bừa bộn á. Rồi còn gì nữa? Hiện tại thì vợ chỉ có cái bừa bộn thôi, chứ còn cái gì thì cũng tốt, không đến nơi nào. Có thú đam mê gì không? À, cái thú đam mê dạ, thích cosplay. Cosplay đúng không? Cosplay dạ. Lúc mà quen nhau á thì vợ thích cosplay mấy cái kiểu như là ở trên mạng mình hay thấy đó, cô giáo rồi thị thủ mặt trăng dưới xa này nhưng nọ. Mà nhưng mà có làm cho em bất ngờ không? Dạ có, một lúc á thì mở cửa ra thấy em là thị thủ lúc thì mở ra thấy trời em là ghê xa mà rất là thích những cái em cánh. Sao em có nhào vô liền không? Đầu tiên là mình phải wow lên cho cô nàng thích thú cái đã. Thì sau đó thì mình mới làm tiếp đó, mục đích dạ. Đà mà đó. Dạ thì đó, cô nàng này rất là thích sexy, cực kỳ thích sexy luôn. Rồi sau này là em dặn là em quen với cái tình trạng đó rồi thì cô nàng có một cái hỏi ý kiến em luôn. Anh bộ này đẹp không anh, gửi qua cho em coi. Em thấy duyệt ok, thế là nàng đặt mua. Như là em là gần như là stylist của nàng về cái mặt hàng nóng bỏng đó. Thôi nói chung là nãy giờ kể mấy tật xấu mà thấy rất là đáng yêu không ạ? Dạ. Đó, rồi nhân đây nói luôn đi, mong muốn thay đổi điều gì? Thì đối với vợ thì không có cần thay đổi gì nhiều, chỉ cần là sạch sẽ gọn gàng hơn chút là được rồi. Thế còn Diệp, Diệp mong muốn không thay đổi điều gì? Em thì em mong muốn anh là bớt sạch sẽ đi, em có việc em làm, ai biểu em sạch sẽ quá em bài cho anh dọn thôi. Trời đất đúng ơi. Là bù trừ nha. Em ơi, yêu nhau 8 năm ha, lấy nhau 1 năm là thời gian bên nhau là gần chục năm rồi đúng dạ. không? Mà vẫn còn thấm thiết, vẫn còn nồng ấm như vậy là chắc là tụi em sẽ hạnh phúc lắm luôn á. Dạ. Con mỗi ngày nó mỗi lớn dạ. lên dạ. đó là nó sẽ là cái chất mà gắn kết cho tụi em dữ dội nữa. Chị. Chúc cho hai em luôn hạnh phúc, luôn cười tươi như thế này và tận hưởng cuộc sống. Dạ, dạ là em cảm ơn dạ. chị. Dạ. Cảm ơn như trời. Dạ. Em thấy mọi thứ nó quá chỉnh chu, nó quá sạch sẽ tới mức mình cảm thấy khó chịu luôn. Con trai nó hơi xề xòa một tí phong thì nó mới quyến rũ. Không thích chồng. Đúng còn em thì sao? Dạ em cũng không thích luôn ạ. Ủa gì kỳ vậy? Tại vợ em là tính cách là quá mạnh mẽ và nói khá nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp những câu chuyện của một cặp vợ chồng thứ hai này. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp đôi này. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Văn Bích, hiện tại em làm nhân viên văn phòng, đến từ Đồng Nai, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Em là Tuyết Trinh, năm nay em 27 tuổi và em quê gốc của em là ở Đắk Lắk ạ. Hiện tại thì hai vợ chồng em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì Trinh với Bích là hai bạn gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? À, hôm đó là vào cuối tuần thứ bảy á, thì em cũng rảnh rỗi nhiều, em cũng lướt Facebook kiểu tìm đối tượng để em nhắn tin đó chị. Em cũng nhắn tin tầm 2-3 người gì đó. Trong lúc đó thì vợ em mới trả lời, em mới bắt đầu câu chuyện với vợ em. Tại sao em trả lời ảnh? Có phải là em nhìn cái hình nền, em dạ. thấy ảnh cũng đẹp trai quá đúng không? Dạ không, avatar của ảnh là để cái hình phía sau lưng rất là lùn, avatar rất là xấu. Facebook của em ở ngoài em không có xinh nhưng mà trên hình em rất là ảo. Lâu lâu lại có nhiều người nhắn tin làm quen thì kiểu em tin gì, nhà em ở đâu, em ăn cơm trưa, em rất là ghét luôn. Mà mình cũng không có cái tin là sẽ có cái tình yêu ảo ở trên mạng gì hết. Sáng hôm nay em đang làm thì em thấy tin nhắn Have a nice day Trinh, kiểu là nửa tay nửa ta, em không thích. Bạn hỏi một câu thì em phải 30 phút hoặc một tiếng sau mới trả lời. Thì cứ liên tục như vậy và em thấy người ta kiên nhẫn kéo dài cuộc nói chuyện với mình. Rồi cứ thế là tìm hiểu nhau thôi chị ạ. Bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ngoài đời? Dạ khoảng tầm 3 tuần ạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh này ở ngoài đời thì em có cảm giác như thế nào về anh này? Rất là đúng giờ, cực kỳ đúng giờ. Lúc đó em còn đang ở nhà em make up thì bạn đã tới rồi. Và bạn xuất hiện trong trạng thái rất là bóng bẩy. Bóng từ cái xe tới cái người luôn. Cái người nó bóng như thế nào, cái xe nó bóng vậy luôn. Xe nó bóng làm sao? Có nghĩa là cái xe nó sạch tới mức mình nó chói luôn, nó lói luôn. Tóc của anh là gió thổi là không bay được luôn. Anh rút keo kỹ đến mức mà gió thổi không bay luôn. Ngồi rất là phong thái lãng tử, mặc dù em đi em ra trễ cả tiếng đồng hồ. Vẫn không thật là em biết ngồi ở ngoài gồng cỡ nào. Thì em thấy mọi thứ nó quá chỉnh chu, nó quá sạch sẽ tới mức mình cảm thấy khó chịu luôn. Tại vì quan điểm của em là con trai nó hơi xề xòa một tí phong trần nó mới quyến rũ. Không thích chồng. Đúng còn rồi, em thích. Thì sao? Dạ em cũng không thích luôn ạ. Ủa gì kỳ vậy? Ủa lý do? Tại vợ em là tính cách là quá mạnh mẽ và nói khá nhiều. Rồi sau đó thì các em như thế nào, các em mới quen nhau? Em cũng tính là không nhắn tin nữa.
những người con gái trước của em á, là tính cách khác hoàn toàn với bạn. Thì em mới thử đi, thử cho mình cơ hội để mình khám phá, mình tìm hiểu thử xem cái người tính cách mà không thuộc cái gu của mình xem như thế nào. Bạn thì ở tốt đầu quận 7 á, còn em thì lại tiếp tận Tân Phú bên này, là gần Bình Tân luôn. Mà bạn rất là siêng, là ngoài giờ làm ra lúc nào bạn cũng chạy qua em cả, bất kỳ giờ nào. Không chạy quen thì bạn ở nhà bạn lại video call. Thì mình nó cảm nhận được là người ta là toàn tâm toàn ý như mình. Quen nhau như vậy á, một cái khoảng thời gian bao lâu tụi em mới cưới? Dạ khoảng 1 năm 3 tháng. Hai đứa có thường xuyên đi chơi riêng với nhau không? Dạ có, đi chơi riêng thì có, cũng có đi du lịch ạ. Và đi xa như vậy có thời gian ở bên nhau không? Điều đó là dĩ nhiên. Lần đầu tiên của tụi em thì lại ở Hồ Chí Minh này, chứ không phải là đi du lịch. Đám cưới của bạn của vợ em trong công ty á, thì hôm đó là mấy bạn cũng ép em uống khá nhiều. Khi về á, thì trời cũng tối tối rồi, mưa rồi. Thì em mới rủ bạn này thôi, mưa quá rồi mình kiếm chỗ nào tấp vô mình nghỉ chút rồi về. Cái thái độ của bạn sao? Trời ơi, em thích lắm chị ơi. Em lúc đó em nghĩ là trời mưa, xe lạnh. Tháng mưa mà tháng mưa của tháng 11 nữa chị. Thì mình nghĩ trong đầu, ông trời đang ủng hộ mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần chờ một câu rủ trú mưa thôi thì chị nhìn. Là vô liền đúng không? Là vô liền. Mà bạn thì em không hiểu tại sao vô tới nơi bạn lại, người bạn lại rung vậy này. Bạn này cái rung y như kiểu là lần đầu á. Nhưng mà sau này em tìm hiểu thông bạn lần đầu thì mình này kiểu là mình cũng đang có cảm xúc. Xong bạn cứ mò, ủa em ơi, cái váy này mở sao vậy em? Đây, cái váy này mở sao vậy? Không đó, cái váy em rất là khó mở. Và bạn, cái thời gian bạn mày mò thì cảm xúc em bị tụt mất. Nhưng mà vẫn xảy ra. Vẫn xảy ra. Đúng rồi. Mừng. Thực sự là hứng thú lắm em. Vợ em cũng khá nảy lửa nữa. Hình như vợ em là người chủ động trước em luôn á anh. Dạ. Hôm đó là cũng tanh bành với vợ em luôn á anh. Bây giờ là các em đã lấy nhau được bao lâu rồi? Tụi em lấy nhau được khoảng 6 tháng rồi đó. 6 tháng. Tới phần này mới hay nè. Biết phần gì rồi đúng không? Em biết. Em cũng mong chờ lắm. Trinh, nói trước. Cưới nhau về thì em xin lỗi anh, nhưng mà bạn quá nhiều tật xấu đi. Thời gian mà mình yêu mình không có ở chung với nhau, cho nên mình không có vạch trần được, hoặc là mình không có biết được nhiều. Không vạch trần đó. Là cái mục đích em tham gia chương trình này là để phối chồng em. Bạn kỹ tính, kỹ và sạch tới mức mà em cảm giác như mình đang là con dâu và chồng em đang là mẹ chồng vậy đó. Hôm nào mà bạn đòi rửa chén là xác định là hôm đó bồn nước nhà em phải hết. Khi nào cũng rửa phải một nửa tiếng, hơn nửa tiếng. Mà chỉ có mấy cái chén thôi bạn rất là lâu, mà bạn kỳ cọ, rất là bạn quá ư là sạch đi. Rồi đồ giặt đồ của bạn rất là khó tính. Ví dụ như áo thun của chồng em mặc đồ ướt là phải, khi mà phơi là phải gập lại rồi mới được phơi lên để không có bị hư phom áo. Nhưng mà khi khô thì phải, khi móc vào tủ thì phải móc nguyên cái áo để khỏi bị gãy phom áo. Hoặc là quần khi gập thì phải vuốt thẳng thóm rồi mới gập rồi mới bỏ vào tủ. Rồi nhiều khi tự nhiên nửa đêm đang chuẩn bị đi ngủ rồi, em ơi trần nhà dơ quá, bây giờ lấy dẻ lau trần nhà em ơi. Là giật bấm dậy đi đêm luôn đó hả? Đúng rồi, chuẩn bị đi ngủ rồi. Rồi còn gì nữa nè? Chồng em thì rất là yêu âm nhạc, mê âm nhạc, nhưng mà không biết hát. Chồng Ủa, em nhưng mà mê âm nhạc sao gọi là thật xấu? Có nghĩa là mê tới mức mà ngủ dậy là mở, đi toilet cũng mở, tắm cũng mở, thậm chí đang nằm mà cũng mở. Nghĩa là mở nhiều loại nhạc đúng không? Không, một bài nhạc. Bạn mở tới mức mà tới cái đoạn quảng cáo gì em biết em thích. Là theo trend đó phải không? Đúng rồi, bạn rất là thích theo trend. Trên mạng mà có cái trend gì, chẳng hạn như là cái đợt đó có phim siêu anh hùng á. Là coi siêu anh hùng về là bắt đầu chiêu. Hoặc là mấy cái trend chẳng hạn như là bà Tân Vlog là em ơi bây giờ anh nấu món này siêu to khổng lồ nha em nhá. Rất là thích theo trend. Mê. Rất là thích ăn nhưng không biết nấu ăn. Ăn uống rất là lập dị. Có nghĩa là rất là thích chế mấy cái món, chẳng hạn như là thường người ta nước tương người ta pha với lại tương ớt đúng không chị? Bạn là nước mắm đổ tương ớt vào trộn lên ăn. Hoặc là nhiều hôm đang ăn một nồi lẩu Thái, em nhà mình có nem chua, bỏ nem chua lẩu Thái ăn. Cái nem mà người ta gọi là nem Bình Định, nem Đồng Nai rồi này kia đó. Chế nhiều thứ lắm chị. Bơ mà lấy bơ ra cuốn bánh tráng mà chấm nước mắm ăn thì chị thử hỏi ăn được không? Đó mà chế vậy đó chị, ăn uống vậy đó. Cuốn bánh tráng chấm nước mắm. Rồi bây giờ tới em đó Bích. Tham gia chương trình này em có một mục đích giống vợ em không? Dạ có luôn anh. Có luôn hả? Dạ. Vợ em thì lúc mới quen á thì kiểu là nói chuyện rất là nhẹ nhàng, nhắn tin là dạ thưa đàng hoàng. Đến lúc cưới về mới phát hiện không. Bạn rất là dữ và kiểu là nói không còn nhẹ nhàng nữa mà lúc nào cũng lớn tiếng. Thì em thì em lại không thích lớn tiếng lắm. Một tật xấu nữa là quần áo á anh, thì lúc nào là cũng vô là nhét vô tủ. Đồ trong nhà á, thì em cũng lâu em cũng gặp cho vợ em á, mở tủ ra là nó tràn ra như cái phô mai tràn á. Em cũng gặp lại rồi, mấy hôm sau là cũng mở tủ ra lại tiếp tục tràn tiếp. Vợ em cũng là khá là nóng tính mà cũng hay cầu nhàu nữa. Mai em mặc cái đầm này á, anh chồng ủi giùm em đi. Thì em kêu em ơi nay mệt quá thì em tự ủi đi. Cũng lấy cái nệm ra ủi anh thì cũng quăng.
quăng quăng xuống trước mặt em mới bực quá. Em bảo vợ gì mà giữ như quỷ. Tới giờ vợ chồng nhau em là cái vấn đề là chồng suốt ngày chồng kêu em giữ như quỷ này kia á. Sao chị Vân? Chị Vân nhìn như kiểu thương cảm. Thương cảm á, thấy nó hốt hoảng mà. Nó thẳng tốt vậy nè. Em mong vợ em thay đổi cái gì rồi em thỉnh cầu luôn đi. Nhưng mà con thật xấu em chưa kể hết chị. Nói đây còn hơn. Nhiều hôm là em mấy vợ em là cũng đang nằm thì vợ em cũng xem mấy cái tin tức trên mạng á, là kiểu là chồng đi ngoại tình rồi này kia rồi về mắng chửi vợ này kia. Tự nhiên quay qua tát em không biết chuyện gì xảy ra. Giống như tự trời vậy đó. Dạ, kiểu như áp đặt cho em, bảo đàn ông khốn nạn này kia, là anh mai mốt anh đi ngoại tình là em mà có con là em nhảy suy diễn luôn. Dạ, tự suy diễn ra. Nhiều hôm là em đi đá banh về, bình thường là em 8 giờ về tới nhà, có hôm thì em thì tầm 9 giờ hơn về thì vợ em đuổi em ra khỏi nhà luôn. Tối về hai vợ chồng nằm nói chuyện á, thì bảo là kiểu là cũng xem này kia, là chồng kiểu là kiếm cớ ra ngoài rồi cũng ngoại tình rồi đi với cô này cô kia rồi kêu bận công việc công tác này kia. Tự nhiên về kêu vô đổ đầu tầm em luôn á. Dạ, con nghiệp nhỏ hết sức luôn rồi đó. Trời ơi, thế mà mặt nó vừa thở đứt quãng mà mặt tái đi da nhợt nhạt, tưởng là sắp mất tới nơi á. Thực sự mà nói em à. Rồi thôi bây giờ nè, sẵn đây nè. Em đâu, nhẹ nhàng em nói mong muốn thay đổi đi. Thỉnh cầu á, trời cầu. Vợ em mà bớt càm ràm, bớt nóng tính và suy diễn đi. Tại vì em là lúc nào em cũng dành thời gian, luôn luôn dành thời gian cho vợ, từ lúc quen đến lúc cưới. Là vợ em là chỉ có em nghe em rớt nước mắt luôn chị. Dạ. Thôi còn em thì sao? Mong muốn thay đổi điều gì? Em chỉ muốn chồng em là anh bớt mê điện thoại lại, bớt bắt trend lại, bớt ăn uống đồ chế lại và đừng có kỹ quá. Kỹ quá em sợ luôn. Mà bạn nói nghe nè. Em nói tại sao em lại suy diễn vậy? Em không biết chị, em giống như là em ghen giùm xã hội đó chị. Em ghen giùm xã hội. Trời ơi em cao cả ghê. nhiều khi em nghĩ em cũng quá đáng. Bây giờ em xem một bộ phim mà em thấy cái anh đó mà bỏ cái chị đó, hoặc cái ông đó bỏ bà đó, hoặc là vũ phu với lại phụ nữ đang quay quậy tán mấy cái thằng đàn ông như anh nghe cho mấy cái thằng đàn ông. Trời ơi mà tội nghiệp thằng nhỏ nữa. Nhưng mà cái chuyện này nó vẫn còn tiếp diễn không em? Dạ em nghĩ là sẽ còn á chị. Hiện giờ cái tình cảm của hai đứa đó là đứa nào yêu đứa nào hơn? Dạ em nghĩ là vợ yêu thương em nhiều hơn. Thực sự á Trinh ơi, em đẹp lắm á Trinh, chị nói thiệt luôn, mà em có duyên nữa. Bây giờ á bớt mạnh mẽ lại chút xíu, thùy mị lại chút xíu cho nó thuần luôn, là coi như em perfect luôn. Thấy không? Với lại chú này có đi khám tim chưa? Mặt chú tái mà chú kể chuyện, mặt chú hốt hoảng mà chuẩn bị nói điều gì là quay qua nhìn vợ cái hả? Đừng để cho chú bị yếu tim nữa, tội nghiệp chú. Ai nhìn là cũng là biết vợ em kèo trên, mà trong khi đó là em đã xin phép là em cho em kèo trên rồi á. Dạ. Thay đổi lên một chút phải không? Để mà cân bằng với nhau nha. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai em và chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn anh chị.